Truyền thông Trung Quốc đưa tin một quả đạn pháo từ bên kia biên giới Myanmar đã rơi xuống cạnh một khu dân cư ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, khiến cho 5 người dân bị thương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về vụ việc này. Theo Global Times, vụ pháo kích xảy ra vào 14 giờ chiều ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương tại huyện Trấn Khang, tỉnh Vân Nam, trong bối cảnh giao tranh giữa chính quyền Myanmar và lực lượng nổi dậy vẫn tiếp diễn. Các quan chức địa phương cho biết đạn pháo kích bay từ Lao Cai, một khu vực thuộc vùng Khô Khan của Myanmar, sang Nansan của Trung Quốc. 5 người bị thương được đưa đến bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngày 4 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh rất lấy làm tiếc việc đạn pháo lạc từ phía Myanmar khiến người dân bị thương. Trung Quốc một lần nữa yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột chấm dứt giao tranh ngay lập tức và có hành động cụ thể, tránh để một vụ việc tương tự xảy ra gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực biên giới Myanmar-Trung Quốc, cũng như tính mạng và tài sản của người Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân. Tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar kêu gọi công dân nước này rời Lao Cai càng sớm càng tốt, với lý do rủi ro an ninh ngày càng tăng. Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi đàm phán ngừng bắn và thậm chí tạo điều kiện cho đối thoại giữa hai bên.